Chào anh em, chào mừng anh em đến với channel sửa chữa Bình Thịnh nha. Hôm nay trước mặt anh em đây là một cái bộ phận nhỏ nhỏ xinh xinh thôi đó, mà rất quan trọng nha. Nó là cái cảm biến vân tay của Samsung Galaxy M31. Đây, cảm biến vân tay ha. Đó, chúng ta vân tay nhận kịch rồi do cái này ha. Nó đơn giản vậy thôi. Bao gồm một cái mắt đọc cảm biến ở đây. Đó, rồi nó socket. Đó, nó sẽ kết nối lên main. Thì cái vị trí nó nằm như thế nào? Vị trí nó sẽ nằm ở cái mặt lưng nè. Đó, sẽ nằm ở cái mặt lưng. Đó, đại loại nó như vậy đây anh em ha. Rồi, vì sao khi nào chúng ta cần thay thế cảm biến vân tay này? Thứ nhất, có hai khả năng làm hư cảm biến vân tay của anh em. Một á, là chúng ta xài bị hư hao trong quá trình sử dụng. Ví dụ như nó vô nước, tay mình dính nước rồi nhiều quá, lâu ngày mình cứ chạm vào vùng này, nó hư ha. Đó, cái đó là rất hay gặp luôn. Thứ hai là nó bị tác động của một vật cứng nhọn, ví dụ như cái gì đó nhọn nhíp rồi hay cái gì đó rớt vào, nó nứt thì nó cũng gây hư. Đó, và cái nguyên nhân còn lại đó là do cái quá trình sửa chữa tháo ráp sai cấp. Đó, rất nhiều anh em mở cái nắp lưng này, thậm chí cả anh em thợ luôn, nếu mà không quen, đó, chưa có kinh nghiệm mở cái nắp lưng này ra, khi mà tháo máy mở nắp lưng ra thì lại không khéo làm đứt mất cái cáp vân tay này. Đó, đứt mất sợi cáp này nè, thì nó dẫn đến là hư cảm biến vân tay ha. Thì máy hư cảm biến vân tay thì đương nhiên là cái mà trở ngại lớn nhất của chúng ta, là chúng ta không sử dụng được cái tính năng vân tay nữa. Càng ngày khi mà những cái ứng dụng bằng vân tay như thanh toán điện tử rồi ngày càng nhiều, thì chúng ta mất đi cái tính năng đó, nó cũng rất là làm ảnh hưởng đến cái trải nghiệm sử dụng tốt nhất của mình. Đôi khi chúng ta có được cái tính năng đó, nó mượt mà hơn trong nhiều cái công đoạn lắm. Rồi thì Thịnh thì chuyên về sửa chữa điện thoại Samsung, nên là linh kiện Samsung mình có khá nhiều và đầy đủ, nên là lúc nào mình rảnh mình sẽ giới thiệu những cái linh kiện mình sẵn có lên cho anh em xem. Rồi nếu anh em có nhu cầu cần tư vấn giải đáp, hay anh em ở xa anh em muốn mua về để tự mình thay, hoặc là đưa ra cho thợ người ta thay, nhưng mà lúc nào Thịnh cũng khuyến khích là nên đưa cho thợ thay nha. Đó, thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với Thịnh. Đây, cảm biến vân tay zin của Samsung Galaxy M31, nó sẽ có đủ màu ha. Rồi, ok anh em. Nếu anh em có thắc mắc gì cứ để lại comment hoặc gọi cho Thịnh. Rồi, cảm ơn anh em.